Trung Kim Ô Tô chào anh trai ở Quy Nhơn nhá. Đấy, xe của anh này em làm đêm làm ngày đây, cho nhân viên vệ sinh rửa kỳ cọ sạch sẽ đây. Từ cái xe 11 chuyển sang xe zin đi nhá. Đấy, từ thụt zin nguyên đây này, hơ đầu bò này, đấy chất luôn. Đấy, ôi khóa xăng là chưa kịp làm thôi, Tú nhớ thay khóa xăng xịn Tú nhá. Đấy, pha đèn vành đèn này, xinh nhan này. Đấy, đây quay qua cho anh này. Đấy, tối rồi anh em vẫn làm, bây giờ là 8:30 9 là sẽ tối rồi đấy. Đấy anh ạ, khóa này. Đấy, gương mốt cái gương lô này mà em tìm cho anh cái đôi gương zin. Đây là 11. Đây, tay nắm này. Đấy, kể cả cái riêng cái tay dắt này nhá. Em đặt cho anh cái tay dắt cực đẹp luôn này. Cái tay dắt trước anh ấy xấu lắm nhá. Đây em vào cho anh tay dắt đúng đều theo xe luôn này. Đấy. Đấy, đằng sau biển này, đặc biệt quả biển nó cực VIP 32333 nhá. Đấy. Tình nhà nó đều cũ theo thời gian này nhá. Đời bô ba lớp anh nhìn này. Đấy. Thợ em đang vệ sinh rửa cho anh từ cái nhông xích cái thứ này, xe dân đi mà anh. Nó không thể sạch sẽ được. Còn em mang lên là mét thụt sau này. Đấy. Yên bình tăng cốp tem. Để có gì em cân nhắc xem là em sẽ tặng anh đi dán ni lông. Đấy. Vì anh em đang phân vân thôi, vì dán ni lông lên thì nó có cái hay của ni lông, mà để không dán nó có hay của để. Mà dán em mất tiền, mà không dán em mất tiền. Nhưng em vài trăm nghìn với anh em mình không quan trọng, mà quan trọng phải nó chất đẹp. Anh về nhà anh giới thiệu khách cho em. Anh hiểu không ạ? Đấy. Con này anh bảo không quan trọng biển, anh thích anh bỏ biển ra em trừ tiền cho anh ngay. Em lấy một cái biển khác mà ném cho anh. Thế cho nên em phải nhớ là cái xe này đắt, nó đắt một phần ở cái biển. Nhưng mà gần như cái xe này là em bán cho anh là gần như không có giá trị biển ở trong đấy. Vì em mua được rẻ, vang trai em mua rẻ. Con này biển 32 nó biển cổ đấy anh ạ. Biển cổ luôn đấy, biển cổ hai phím đấy. 32 K2333 đấy. Đấy. Có gì anh cứ alo cho em nhá, đừng nhắn tin nhá. Rơi rồi. À, ok. Cảm ơn anh rất nhiều nhá. Đấy, em cứ làm xong em sẽ quay video chi tiết này cho anh. Đấy, bây giờ là 8:30 đêm rồi. Thợ em vẫn làm đấy anh em nhìn này. 8:30 rồi, tối rồi vẫn đang làm này. Đang làm đêm làm ngày cho anh em để kịp tiến độ này. Đấy. Khung sườn rẽ hết ra này. Đây là thủ thiết đang làm đây. Anh em nhìn này. Đấy, củ máy này. Đấy. Đấy. Bình xăng biển đẹp đấy nhá. Đấy. Đấy. Đang ráp máy này nhá. Đấy. Khung sườn mấy bác trai Hà Nội này. Đấy, bác trai Thái Nguyên này. Đấy, bác trai Bắc Giang này. Bác trai Bắc Linh này nhá. Đấy. Nói chung là bác cứ yên tâm, anh em mua xe dọn xe yên tâm nhá. Đấy. Em sẽ ship tận nhà anh em. Đấy. Đấy, xịt sạch đi. Xịt với cái dè tí để chú quay cho anh xem. Đấy. Đấy ôi, ok, đấy cứ rửa đi. Anh nhìn cái dè này, rửa thân chất khác đi. Cái dè này. Dè đẹp luôn anh nhá. Đấy. Dè đẹp luôn anh yên tâm, dè zin đấy. Chứ không phải dè bóng như cái dè kia đâu. Mà cái dè này thì người ta sơn chống rỉ rồi ấy. Ok được rồi, xong rồi rửa sạch sẽ khô ráo đi không à. Thay cái mỗi cái khóa xăng nữa là xong rồi nhá. Để mai ta làm cái video, sáng mai ta làm video nét căng cho anh nhé. Đấy. Ok, xong là có gì em gọi nhà xe em gửi xe thì em mặc cẩn thận cho anh, xong anh chuyển nốt tiền cho em nhá. Đấy, cửa hàng em đây. Thì em còn một hai cửa hàng chỗ này này. Hai cửa hàng này mới một cửa hàng trên này nữa, chỉ để xe từ ba cửa hàng. Đấy. Em đang muốn quy mô lại cái cửa hàng nó to để nó anh em nhìn vào nó sẽ ấy hơn, lịch sự hơn. Nhưng mà chỗ này em làm nó hơi nhỏ. Đấy. Chỗ kia em chuyên để xe kìa. Đấy, anh thêm một dãy đâu, em một dãy này nữa, cả dãy này nữa. Đấy. Ok nhá, tất cả anh em mua xe dọn xe Galo cho em. Đủ tin tưởng thì mua, chưa đủ tin tưởng cái theo dõi anh thêm, mua sau vẫn chưa muộn. Còn anh trai này anh tận trong Quy Nhơn đấy, anh theo dõi em, anh ủng hộ em, anh tin tưởng anh mới mua đấy. Vì mua xe nhé, mua bằng niềm tin anh em nhá. Khi anh em bỏ niềm tin ra thì em đáp lại niềm tin cho anh em. Và danh dự của em rất là lớn, thuận mua thì vừa bán. Giá trị đồng tiền anh em bỏ ra bao nhiêu anh em được giá trị xe bao nhiêu. Đấy, hợp thì mua, hợp nhãn thì mua anh em nhá. Còn em mua là hai bên thỏa thuận rõ ràng luôn, chứ không phải là co kép hay là o éo ai anh em nhá. Đấy, thợ em nặng làm đây anh em nhìn. Tối vẫn phải dã những xe này ra, phải dã ra làm mới. Ok, cho xong nước không thay cái bao xăng đi. Chào tất cả anh em nhá, em tạm dừng video một nữa anh em xem. Nhớ nào đi cái kênh ủng hộ em, chủ mua Zalo cho em chứ đừng nhắn tin. Ok.